Hôm nay mình sẽ review cận cảnh cho các bạn xem hai cái máy cắt lúa, hai máy gặt liên hợp Kubota DC70. Máy này lớn. Và đây là cái máy cạo lúa nữa nè các bạn. Máy cạo lúa này rất là mạnh. Đây là vụ hè thu đó các bạn. Đây là mấy anh em mới ra thu hoạch đầu mùa vụ hè thu. Bữa nay trời do đang ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trời hơi mát nha các bạn. Gặt làm rất là khỏe. Mình thấy lúa vụ hè thu lúa đây hơi khá, ở đây thì không có túng ở bằng miền ở miền Tây đâu. Rồi giờ đây mình lên máy cái mình đi lên máy quay cận cảnh xuống luôn nha các bạn. Để mình lại mình theo lên máy quay luôn xuống luôn. Rồi bây giờ lên máy nè các bạn. Bây giờ anh chuẩn bị đầy máy chạy. Rồi, tiếng máy hơi lớn quá. Đây là hai tay lái này, hai tay lái cũng cũng từ thôi đó các bạn. Đây là mình không có tua nha các bạn. Đây là máy chạy, anh chạy tốc độ đó đó. Hay là mình đang đứng trên máy, mình đang đứng trên máy mình quay luôn trực tiếp xuống luôn đó. Cái máy này thì nó có một chỗ cho tài xế thôi, còn mình đứng cặp bên hông cái chỗ bước lên đó, cho nên đứng vịn có một tay còn một tay quay nên nó hình ảnh chắc nó hơi bị lắc, các bạn xem thông cảm nha. Các bạn thấy nó chạy tốc độ lẹ. Đất ở đây nó hơi bị lúng các bạn. Vụ này, vụ hè thu này gạn nước nó không có khô bằng vụ đông xuân. Cho nên vụ này có chỗ nó lúng cho tới 20 phân. Là mấy đám gò, đất không đều. Có chỗ gò, có chỗ lầy. Còn mấy lá mà nó lầy là xuống mắt bánh luôn, mắt cái bánh xích luôn. Bạn thấy chạy rất là nhanh. Bạn thấy nhanh không? Đây là mái nhà. Anh Tài này là đang chạy mái nhà luôn đó các bạn. Đó, ở dưới kia đó cũng đó cũng là cái máy DC70 luôn các bạn, Kubota DC70 luôn. Thì hai
hai máy này là của hai anh em ruột, cắt chung một chỗ nhé cho nó nhanh. Ở đây quýnh máy dầm mà thấy lẹ, chạy quá nhanh luôn rồi. Ở đây cái này cắt đám này là xong, còn mấy kia khoảng tuần lễ nữa tới lên nữa mới lúa mới chín đều các bạn. Tại mấy đám này em đó làm rõ tước. Rồi, thôi tới đây mình xuống các bạn ơi. Mình xuống mình quay dưới chứ. Các bạn thấy chạy nhanh cái gom tuôn ra đằng sau nhiều không? Máy công nhận máy này chạy lẹ thiệt đó các bạn. Trời mát cắt gặt khỏe quá, trời khỏe luôn. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha, để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới nhất nha. Mới đây cắt gần xong hai đám nữa. Thấy cắt lẹ mới đây ăn xong rồi, còn có miếng thì cái máy này mấy anh chạy lẹ quá, mình không thể nào đi theo kịp nha các bạn.
chỉ đứng một chỗ dùm lại gần thôi. Rồi, clip này mình quay tới đây, xin tạm dừng đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.